Thảo Phi, Xin kính chào quý khán giả của The Saigon Post trong bản tin tổng hợp cuối ngày 12 tháng 8. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, xin quý vị bớt chút thời gian đăng ký kênh YouTube dự phòng của The Saigon Post. Đường link dẫn đến kênh chúng tôi có để trong phần mô tả và cũng được ghim trong phần bình luận. Để phòng trường hợp có những bất trắc xảy ra trong thời gian tới, quý vị sẽ không bị gián đoạn tin tức mỗi ngày. Và ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý của bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác vào thủ đô của Nga sáng thứ Sáu, tình báo quân đội Ukraine nói với Kyiv Post rằng sẽ có một sự công bằng nhất định trong cảm nhận của người dân Moscow. Kyiv đã cảnh báo những người sống ở Moscow rằng họ có thể sẽ bị tấn công nhiều hơn, đồng thời cho biết thêm hệ thống phòng không của thủ đô Nga dường như không có khả năng bảo vệ công dân của mình khi cuộc chiến máy bay không người lái giữa hai nước tiếp tục leo thang. Sau khi các cuộc tấn công của Ukraine gia tăng mạnh mẽ trong những tuần gần đây, Andriy Yusov, người phát ngôn của cơ quan tình báo quân đội Ukraine, hờ, nói với Kiev Post rằng khái niệm an ninh ngày càng xa vời với người dân Moscow. Ông nói thêm, cả thế giới tiếp tục thấy rằng hệ thống phong thủ của Nga và quốc gia vốn khẳng định vai trò dẫn đầu thị trường vũ khí là không hiệu quả, lỗi thời và không thể đáp ứng đầy đủ các thách thức hiện đại. Yusov cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự lãnh đạo của Tổng thống Putin tiếp tục dẫn đến sự xuống cấp của hệ thống quản lý nhà nước. Ông nói thêm, có lẽ xu hướng này sẽ dẫn người dân Moscow đến một số kết luận đúng đắn. Có nên tin vào truyền hình Nga và tuyên truyền của Nga hay không? Và có nên tiếp tục ủng hộ chế độ tội phạm hay không? Bình luận của Yusof được đưa ra ngay sau khi một vụ nổ được báo cáo trên bờ sông gần Moscow vào sáng thứ Sáu. Đây chỉ là cuộc tấn công mới nhất trong cuộc chiến máy bay không người lái đang leo thang giữa Nga và Ukraine. Nhưng trong khi Moscow đã triển khai các máy bay không người lái kể từ tháng 10 với hiệu quả ngày càng giảm do khả năng phòng không ngày càng được cải thiện của Ukraine, thì Kiev chỉ mới bắt đầu tấn công Moscow gần đây và dường như Moscow không chuẩn bị để tự vệ. Máy bay không người lái của Ukraine thường xuyên đến thủ đô và gây ra thiệt hại mặc dù với số lượng tương đối nhỏ so với các cuộc tấn công hàng loạt của Nga. Tuy nhiên, Yusof cho rằng điều này có thể thay đổi. Ông nói, với sự năng động của những tháng gần đây, về số lượng, địa lý và cường độ sẽ là hợp lý khi cho rằng sẽ có sự gia tăng các cuộc tấn công hàng ngày. Ông nói thêm rằng sẽ có một công lý nhất định trong các cuộc tấn công trả đũa của Ukraine. Ngày nay, người dân Moscow có thể sẽ cảm thấy điều gì đó tương tự. Giải phóng thành phố Melitopol khỏi quân chiếm đóng của Nga là một trong những mục tiêu hàng đầu của cuộc phản công ở phía Nam đã được dự đoán từ lâu của Ukraine. Bộ ba lữ đoàn quân đội Ukraine đã ở ngưỡng của Robotine trong nhiều tuần nay, thăm dò và làm sói mòn hệ thống phòng thủ của Nga. Ngày hôm qua, các thành phần của một tiểu đoàn trinh sát làm việc cùng với các lữ đoàn chiến đấu đã hành quân vài trăm mét xuống đường T0408. Con đường chính chạy từ Bắc xuống Nam, dọc theo phía Tây của Robotine. Một binh sĩ từ tiểu đoàn Scala gồm 100 người đã chụp một bức ảnh bên cạnh biển hiệu thành phố Robotine ngay phía Tây Nam Nghĩa Trang ở rìa phía Bắc của thành phố. Đáng chú ý, biển báo nằm ở phía Nam của đường hào lớn đầu tiên neo giữ các vị trí của ngã ở Robotine. Việc một đội Scala đến được biển báo thành phố không có nghĩa là lực lượng chính của Ukraine, lữ đoàn cơ giới 47, 65 và 118 với khoảng 6.000 người, cũng đã tiến về phía nam dọc theo T0408. Công việc của nhóm trinh sát là di chuyển nhanh chóng đến gần lực lượng kẻ thù và trinh sát các mục tiêu cho pháo binh, cả trên bộ và trên không với đội máy bay không người lái của nó. Scala chuyên về trinh sát, Yuri Hakavi, chỉ huy tiểu đoàn, nói với Kiev Post, vì vậy, chúng tôi đang chiến đấu không chỉ bằng cách sử dụng vũ khí, mà còn thông qua sự khôn ngoan và sắc bén của tâm trí chúng tôi. Cuộc điều tra Scala là một tin xấu đối với lực lượng đồn trú của Nga Robotine, bao gồm trung đoàn súng trường cơ giới 291 và 1430. Mỗi trung đoàn có sức mạnh tương đương một lữ đoàn Ukraine. Các lực lượng Ukraine trong nhiều tuần đã đặt Robotine dưới sự kiểm soát hỏa lực của pháo binh, nhưng bây giờ họ đã có trinh sát bên trong thành phố có nghĩa là pháo binh có thể chính xác hơn rất nhiều. Mong đợi các hoạt động của Ukraine xung quanh Robotine sẽ leo thang trong những ngày tới. Có thể các lữ đoàn cơ giới 47, 65 và 118 đánh vào chính thành phố. Có thể họ đánh sườn, bỏ qua và cắt đứt thành phố và các đơn vị đồn trú. Dù bằng cách nào, cuộc chiến lâu dài cho Robotine có thể sớm lên đến đỉnh điểm. Đỉnh điểm có thể xảy ra cùng lúc thủy quân lục chiến Ukraine đang di chuyển đến Urozhene một cứ điểm của Nga ở thung lũng sông Mokhary-Yali, cách Robotine 50 dặm về phía đông. Thung lũng đó là cửa ngõ dẫn đến Mariupol do Nga chiếm đóng, một mục tiêu hàng đầu khác trong cuộc phản công của Ukraine. Nếu các lực lượng Ukraine có thể giải phóng hoặc vượt qua Robotine và đi thêm 15 dặm về phía nam dọc theo T-0408, họ sẽ đến được Thomas, đi thêm 30 dặm nữa và họ sẽ đến Melitopol. 45 dặm đó là khó khăn đối với người Ukraine. Tuy nhiên, một bước tiến 45 dặm bắt đầu với vài trăm thước và các trinh sát Ukraine đã thực hiện những bước đầu tiên đó. Lãnh đạo phe đối lập bị bỏ tù Alexei Navalny hôm thứ Sáu đã nhắm vào giới tinh hoa tham nhũng của Nga, đã đưa Tổng thống Vladimir Putin lên nắm quyền. Trong cái mà ông ấy gọi là nỗi sợ hãi và kinh tởm của tôi, tuyên bố dài đầu tiên kể từ khi bị kết tội theo chủ nghĩa cực đoan và bị tòa án ở Moscow kết án 19 năm tù vào tuần trước. Navalny nói rằng anh ấy ghét các quan chức Nga vụ lợi, được gọi là những nhà cải cách của những năm 1990, những người chỉ quan tâm đến sự giàu có của chính họ. Đó là lý do tại sao tôi không thể kiềm chế được và tôi cực kỳ căm thù những kẻ đã lãng phí cơ hội lịch sử mà đất nước chúng ta có được vào đầu những năm 1990, Navalny nói tôi ghét jessen chubais và phần còn lại của gia đình tham nhũng đã đưa putin lên nắm quyền ông nói ám chỉ cựu tổng thống nga boris jessen và cựu quan chức cấp cao của nga anatoly chubais có quốc gia nào khác mà rất nhiều bộ trưởng của chính phủ cải cách trở thành triệu phú và tỷ phú không tôi ghét những tác giả của bản hiến pháp độc đoán ngu ngốc nhất thứ mà họ đã mang đến một nền dân chủ thậm chí sau đó trao cho tổng thống quyền lực của một vị vua chính thức Ông nói thêm, Navalny đổ lỗi cho giới chức lãnh đạo Nga nắm quyền sau khi Liên Xô sụp đổ, vì thậm chí không cố gắng thực hiện những cải cách dân chủ rõ ràng. Ông gọi cuộc bầu cửa Nga năm 1996 là gian lận và là một trong những bước ngoặt kịch tính nhất trong lịch sử hiện đại của Nga. Nhưng ông ấy nói, Nga sẽ vẫn có cơ hội để xoay chuyển mọi thứ theo hướng dân chủ. Đây là một quá trình lịch sử, chúng ta sẽ lại ở ngã tư đường. Navani đã bị kết án 19 năm tù vào tuần trước với một loạt cáo buộc cực đoan trong điều được nhiều người coi là một động thái chính trị của Moscow nhằm bịt miệng ông ta. Ông ta đã thụ án tổng cộng 11 năm rưỡi trong một cơ sở an ninh tối đa về tội lừa đảo và các tội danh khác được cho là bịa đặt. Trước khi bị giam giữ, ông đã được đưa từ Nga đến Đức vào tháng 8 năm 2020 để điều trị sau khi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok thời Liên Xô. Moscow đã phủ nhận có liên quan đến vụ đầu độc, với việc chính Putin đã nói vào tháng 12 năm 2020 rằng nếu các cơ quan an ninh Nga muốn giết Navalny thì họ đã hoàn thành công việc. Giới chức cho biết vụ cháy rừng ở Lahaina đã khiến ít nhất 67 người thiệt mạng, trở thành thảm họa tự nhiên chết chóc nhất lịch sử Hawaii. Trong lúc nỗ lực cứu hỏa được tiến hành, chúng tôi có thể xác nhận thêm 12 người nữa đã thiệt mạng tính tới 13 giờ ngày 11 tháng 8 do đám cháy ở làng Haina. Chính quyền hạt Maui, bang Hawaii cho biết, thông tin này nâng tổng số người chết trong vụ cháy rừng tàn khốc trên đảo Maui lên ít nhất 67 người, đánh dấu thảm họa tự nhiên chết chóc nhất trong lịch sử bang Hawaii. Lần gần nhất, Hawaii hứng chịu thảm họa chết chóc quy mô lớn là vào năm 1960, khi sóng thần ập vào đảo lớn của quần đảo khiến 61 người thiệt mạng. Trận sóng thần diễn ra một năm sau khi Hawaii chính thức trở thành một bang của Mỹ. Ba ngày sau thảm họa cháy rừng, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân ở thị trấn Lahaina, nơi hứng chịu thiệt hại lớn nhất trên đảo Maui. Giới chức địa phương lo ngại rằng số trường hợp tử vong có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 1.000 căn nhà tại Lahaina và khu vực lân cận, đẩy hàng nghìn người vào cảnh vô gia cư. Quá trình khắc phục hậu quả có thể tốn nhiều năm, cùng hàng tỷ USD. Giới chức Hawaii đã bắt đầu cho điều tra nguyên nhân đám cháy bùng phát và lan rộng quá nhanh. Chính quyền bang cũng tìm hiểu liệu người dân tại thị trấn du lịch có nhận được cảnh báo sớm từ giới chức địa phương khi đám cháy bùng phát hay không. Đảo Maui có trang bị hệ thống loa báo động để ứng phó thiên tai và các mối đe dọa khác, song người dân cho biết họ không nghe thấy tiếng loa vào thời điểm đám cháy ập đến thị trấn. Văn phòng Tổng trưởng Lý sẽ xem xét toàn diện quá trình ra quyết định và chính sách ứng phó cả nước trong và sau khi xảy ra cháy rừng ở Maui cũng như các đảo khác tại Hawaii trong tuần này. Tổng trưởng Lý bang Hawaii, Anne Lopez cho biết. Tỷ phú Elon Musk thông báo trận tỷ võ với tỷ phú Mark Zuckerberg sẽ diễn ra tại Ý, nhưng ông chủ Facebook nói chưa có gì được ấn định. Tỷ phú Elon Musk ngày 11 tháng 8 thông báo trên mạng xã hội X, tên cũ của Twitter của ông rằng đang chuẩn bị cho trận đấu võ với tỷ phú Mark Zuckerberg. Trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp lên X và nền tảng của Meta, công ty của ông Zuckerberg. Mọi thứ nằm trong khung hình của camera sẽ là thành rôm cổ kính, không hề có chút hiện đại nào. Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Ý và Bộ trưởng Văn hóa. Họ đã đồng ý về một địa điểm hùng tráng. Ông Musk viết. Tỷ phú Mark Zuckerberg sau đó đăng trên mạng xã hội Threads của ông một tấm ảnh lúc ông không mặc áo và quật ngã một đối thủ trong lồng bát giác sau vườn. Tôi thích môn thể thao này và tôi đã sẵn sàng thi đấu từ ngày Ellen thách đấu tôi. Nếu ông ta đồng ý về một ngày cụ thể thì bạn sẽ được nghe chính tôi thông báo nhưng từ giờ đến lúc đó, xin hãy xem là bất kỳ điều gì ông ta là thông tin chưa được thống nhất. Ông chủ của Meta viết theo AFP, bộ trưởng văn hóa ý Genaro Giuliano xác nhận đang liên lạc với ông Musk về việc tổ chức một sự kiện từ thiện lớn mang tính lịch sử, nhưng cho biết trận đấu sẽ không diễn ra tại Rome. Ông Giuliano nói sự kiện với ông Musk sẽ huy động được số tiền khổng lồ, nhiều triệu euro để từ thiện cho hai bệnh viện nhi của ý. Trong khi đó, ông Musk nói toàn bộ số tiền sẽ được trao cho các cựu chiến binh. Trận đấu sẽ do quỹ của hai đấu thủ quản lý thay vì công ty UFC, chuyên tổ chức giải đấu võ thuật của Mỹ. Tuy nhiên, ông chủ của UFC, Dana White, đang tìm cách tham gia sự kiện này và tin rằng nó có thể mang lại doanh thu 1 tỷ USD. Ông Zuckerberg cũng nói rằng muốn làm việc với một công ty tổ chức chuyên nghiệp như UFC. Hiện chưa rõ ngày tỷ thí dự kiến, nhưng tỷ phú Elon Musk nói ông có thể cần một phẫu thuật nhỏ để giải quyết vấn đề ở xương vai phải và việc hồi phục sẽ mất vài tháng. Tình trạng thiếu điện nghiêm trọng ở Việt Nam do nắng nóng gây gắt và hạn hán chưa từng có vào tháng 5 và tháng 6 đã gây thiệt hại đến 1,4 tỷ đô la, theo Ngân hàng Thế giới. Miền Bắc Việt Nam đã bị mất điện liên tục và đột ngột, khiến cho hoạt động của rất nhiều nhà máy bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ hiếm khi nhận được thông báo, hoặc thậm chí không có bất kỳ thông báo trước nào. Việt Nam hiện đang trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng của một số công ty sản xuất hàng đầu trên thế giới, trong đó có Samsung và nhà cung cấp cho Apple là Foxconn, tập đoàn có nhà máy cách Hà Nội không xa. Ngân hàng Thế giới trích dẫn một cuộc khảo sát ngành công nghiệp nhỏ và cho biết trong bản cập nhật kinh tế tháng 8 rằng với mức thâm hụt cung cầu cao nhất ước tính là 1,8 gigawatt. Các doanh nghiệp phía Bắc đã báo cáo khoảng lỗ lên tới 10% doanh thu, ước tính sơ bộ về chi phí kinh tế cho sự cố mất điện từ tháng 5 đến tháng 6 là khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ tương đương 0,3% GDP. Ngân hàng Thế giới cho biết trong báo cáo công bố hôm 10 tháng 8, Việt Nam đã phải vật lộn với một loạt đợt nắng nóng bắt đầu từ tháng 5 khi nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục, trong khi các con sông và hồ chứa tại các nhà máy thủy điện cạn kiệt. Cần phải có hành động kịp thời để giảm thiểu rủi ro trong tương lai đối với an ninh năng lượng và thiệt hại kinh tế. Ngân hàng Thế giới đưa ra khuyến nghị trong báo cáo, Việt Nam vốn phụ thuộc vào thủy điện để đáp ứng gần một nửa nhu cầu năng lượng của quốc gia, trong khi nhu cầu điện đang tăng trung bình hơn 8% mỗi năm. Chính phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu giảm 2% mức tiêu thụ năng lượng mỗi năm cho đến năm 2025, cho thấy vấn đề khó khăn về năng lượng có thể vẫn sẽ tiếp diễn. Việt Nam cũng đưa ra một cam kết đầy tham vọng là từ bỏ năng lượng đốt than vào năm 2050 như một phần trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Second Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin trân trọng kính chào.